Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hôm nay lượng du khách đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cao. Ngoài thu hút khách nội địa, các khu điểm du lịch còn thu hút lượng lớn khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng. Sân golf Thanh Lanh thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách đến từ Hàn Quốc. Thì chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm của những năm trước là cũng chuẩn bị tất cả chú đáo về cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đảm bảo cho khách chơi, đặc biệt là những khách vào thời tiết mát mẻ phát sinh, thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch rất là sẵn sàng cho cao điểm của mấy ngày lễ. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các khu du lịch, các địa điểm nghỉ dưỡng của Vĩnh Phúc đón khoảng trên 30.000 du khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cũng đã có văn bản làm việc với các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành công an, cũng đã sắp xếp hướng dẫn về giao thông, cũng như các cơ sở lưu trú cũng có cái phân bổ cái lượng khách làm sao cho nó hài hòa, cũng như là kéo dài cái thời gian các cái tour trải nghiệm bên ngoài để khách có thêm những cái sản phẩm để trải nghiệm. Thì hy vọng rằng qua những cái việc điều tiết như vậy thì cũng sẽ làm bớt đi những cái sự căng thẳng về việc đón tiếp khách cũng như là quá tải trong cái vấn đề phục vụ khách du lịch trong thời gian mùng 2 tháng 9. Cùng với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ và những sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh nhằm tiếp tục đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn và chất lượng.